Chào mọi người, tuần này mình đi câu cá hồi ở Matane. Bonjour tout le monde, cette semaine je vais à la pêche du saumon à la rivière Matane. En passant ici, c'est le parc éolien à Capcha. Voir de loin, peut-être on voit pas très clair l'éolien. Và đây là cảnh của cái bạc quạt gió ở Captcha. Đây là chỗ sản xuất điện từ gió. Voilà, je suis dans la fosse la vieille. Mình đang ở trong cái chỗ câu salmon tên là la vieille. Và đây là cái nhìn toàn cảnh của cái fosse la vieille. Et voici la vue ensemble de la fosse la vieille. Et c'est moi qui est en train de moucher des saumons. Và mình đang câu cá hồi bằng fly. Tại vì theo luật câu ở đây thì cá hồi chỉ được phép câu bằng fly mà thôi. Je suis dans la fosse, pourquoi pas? Cette fosse, il y a beaucoup de monde qui pêche. Et cette fois-ci, j'ai passé, vu qu'il n'y a personne là-dedans, je rentre et tente ma chance. Đây là cái fosse, pourquoi pas? Chỗ này có rất nhiều người câu. Thường thường mình đi ngang rất nhiều người câu, bởi vậy, kỳ này mình đi ngang không có ai. Mình phải nhảy xuống thử thời vận chỗ này coi. Hình còn gì không?
Voici la vue l'ensemble de la fosse Johnson. Và đây là cái điểm câu tên là Johnson. Fishon, suis en train de se battre contre un saumon. Mình đang dính một con cá saumon và đang kiếm mọi cách để kéo nó lên. Malheureusement, j'ai échappé mon saumon. Le leader est cassé. Rất là đáng tiếc, tôi đã xảy con saumon của tôi. Rất là đáng buồn. Đây là fosse Bécatron. Et voici, c'est la fosse Bécatron. Je tente ma dernière chance. Mình đang thử thời vận lần cuối cùng của ngài. C'est dommage que j'ai échappé mon saumon. Ma journée de pêche est finie. Rất là đáng tiếc vì mình đã sảy con cá hồi của mình. Và ngày hôm nay tới giờ mình
phải bỏ chạy thôi.